truyền thống có nguy cơ bị lạc lõng giữa sự phát triển của cuộc sống hiện đại. Cùng với sự xuất hiện của rất nhiều các loại hình âm nhạc giải trí mới, đã có rất nhiều các nhạc sĩ dày công nghiên cứu để đưa âm nhạc truyền thống phát triển cùng với dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Và tại Trung tâm Nghệ thuật Adam của chúng tôi, không những chúng tôi giảng dạy các bộ môn nhạc cụ hiện đại như violon, guitar, piano, accordion, saxophone, chúng tôi còn đề cao giảng dạy các bộ môn nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, sáo trúc. Hy vọng rằng với việc giảng dạy và truyền thụ kiến thức âm nhạc sẽ lưu giữ và lan tỏa được những giai điệu mang hồn cốt dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân dịp Tết đến xuân về, Trung tâm Nghệ thuật Adam xin được gửi tới quý vị những bản nhạc hòa tấu của nhạc cụ truyền thống do chính đội ngũ giáo viên của Trung tâm Nghệ thuật Adam biểu diễn. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều thành công trong mùa xuân Mậu Tuất năm 2018.